Welcome you to Smart English for Everyone. C-Pro. C-Pro is one of the English programs offered by SEEK and C-School. C-Pro is designed for adults. Meanwhile, SEEK Free and SEEK Pro are courses designed for children. Are you worried about fees or tuition? Never mind, we offer free English courses for you. Are you ready to challenge yourself with an interesting and exciting journey? Don't hesitate. Please join us now. For more information, please check the website. seekandsee.school. Thank you. Xin hướng dẫn các bước để đăng ký khóa học. Bước 1. Xin mời kết bạn Facebook với Nick Thuận Kiều Công, Mimi Cao hoặc Nick JDVN Unsan. Bước thứ 2. Xin vào mục liên hệ tại trang web seekandsee.school và điền vào thông tin theo yêu cầu. Bước thứ 3. Chờ thông báo xác nhận để mời vào nhóm C-Pro và trang fanpage C-Pro. Bước thứ 4. Tải Zoom về điện thoại hoặc máy tính để vào tham dự hội thảo hàng tuần. Bước thứ 5. Đăng ký kênh YouTube Thuận Kiều Công để theo dõi bài học hàng tuần. Chúc các bạn đăng ký thành công! Welcome you to Smart English for Everyone. C-Pro. C-Pro is one of the English programs offered by SEEK and C-School. C-Pro is designed for adults. Meanwhile, SEEK Free and SEEK Pro are courses designed for children. Are you worried about fees or tuition? Never mind, we offer free English courses for you. Are you ready to challenge yourself with an interesting and exciting journey? Don't hesitate. Please join us now. For more information, please check the website. seekandsee.school. Thank you. Xin hướng dẫn các bước để đăng ký khóa học. Bước 1. Xin mời kết bạn Facebook với Nick Thuận Kiều Công, Mimi Cao hoặc Nick JDVN Unsan. Bước thứ 2. Xin vào mục liên hệ tại trang web seekandsee.school và điền vào thông tin theo yêu cầu. Bước thứ 3. Chờ thông báo xác nhận để mời vào nhóm C-Pro và trang fanpage C-Pro. Bước thứ 4. Tải Zoom về điện thoại hoặc máy tính để vào tham dự hội thảo hàng tuần. Bước thứ 5. Đăng ký kênh YouTube Thuận Kiều Công để theo dõi bài học hàng tuần. Chúc các bạn đăng ký thành công! We'll be right back.
Welcome you to Smart English for Everyone. C-Pro. C-Pro is one of the English programs offered by SEEK and C-School. C-Pro is designed for adults. Meanwhile, SEEK Free and SEEK Pro are courses designed for children. Are you worried about fees or tuition? Never mind, we offer free English courses for you. Are you ready to challenge yourself with an interesting and exciting journey? Don't hesitate. Please join us now. For more information, please check the website. SEEKandSEE.school. Thank you. Xin hướng dẫn các bước để đăng ký khóa học. Bước 1. Xin mời kết bạn Facebook với Nick Thuận Kiều Công, Mimi Cao hoặc Nick JDVN Unsan. Bước thứ 2. Xin vào mục liên hệ tại trang web seekandsee.school và điền vào thông tin theo yêu cầu. Bước thứ 3. Chờ thông báo xác nhận để mời vào nhóm C-Pro và trang fanpage C-Pro. Bước thứ 4. Tải Zoom về điện thoại hoặc máy tính để vào tham dự hội thảo hàng tuần. Bước thứ 5. Đăng ký kênh YouTube Thuận Kiều Công để theo dõi bài học hàng tuần. Chúc các bạn đăng ký thành công! Welcome you to Smart English for Everyone. C-Pro. C-Pro is one of the English programs offered by SEEK and C-School. C-Pro is designed for adults. Meanwhile, SEEK Free and SEEK Pro are courses designed for children. Are you worried about fees or tuition? Never mind, we offer free English courses for you. Are you ready to challenge yourself with an interesting and exciting journey? Don't hesitate. Please join us now. For more information, please check the website. SEEKandSEE.school. Thank you. Xin hướng dẫn các bước để đăng ký khóa học. Bước 1. Xin mời kết bạn Facebook với Nick Thuận Kiều Công, Mimi Cao hoặc Nick JDVN Unsan. Bước thứ 2. Xin vào mục liên hệ tại trang web seekandsee.school và điền vào thông tin theo yêu cầu. Bước thứ 3. Chờ thông báo xác nhận để mời vào nhóm C-Pro và trang fanpage C-Pro. Bước thứ 4. Tải Zoom về điện thoại hoặc máy tính để vào tham dự hội thảo hàng tuần. Bước thứ 5. Đăng ký kênh YouTube Thuận Kiều Công để theo dõi bài học hàng tuần. Chúc các bạn đăng ký thành công!
Xin thân ái mến chào tất cả quý học viên đến với chương trình của khóa học tiếng Anh C Pro Smart English for Everyone, tiếng Anh thông minh dành cho mọi người. Xin quý vị học viên xác nhận quý vị đang nghe âm thanh rõ không ạ? Nếu quý vị nghe âm thanh rõ thì xin vui lòng chia sẻ buổi học hôm nay qua Facebook của quý vị để có thể mời gọi các học viên khác cùng tham dự với chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Về khóa học tiếng Anh, C Pro là một chương trình nằm ở trong các khóa chúng tôi dạy tiếng Anh. Nếu tiếng Anh dành cho trẻ em thì là Seek. Còn tiếng Anh dành cho người lớn thì là C. Quý vị có thể tìm hiểu về các khóa học qua trang web là seekandc.school. Hoặc là chúng ta có thể theo dõi chương trình trực tiếp các buổi học tiếng Anh vào tối thứ ba hàng tuần vào 8 giờ tối giờ Hàn Quốc và 6 giờ tối Việt Nam. Trên kênh Facebook là JDVN Ulsan, Gia đình Việt Nam Ulsan. Và các video này cũng sẽ được up lên ở trên kênh YouTube Thuận Kiều Công. Có một số quý vị vừa rồi đã đăng ký kênh này cho nên quý vị có thể dễ dàng theo dõi các bài học đã được đăng tải trên đây. Riêng những quý vị đã đăng ký chính thức với chương trình học C Pro thì quý vị sẽ được mời vào nhóm chat Facebook riêng C Pro và trang fanpage. Trang đó thì mỗi lần chúng ta hội thảo với nhau thì các cái phần video của lớp học hội thảo đều được ghi hình trở lại và được đăng tải ở trên nhóm riêng của trang fanpage C Pro. Cho nên quý vị có thể liên lạc và để chúng ta có thể được mời vào trong nhóm chat riêng hoặc là trong trang fanpage của C Pro để chúng ta theo dõi các bài học. Có những khi thì các cái bài học rồi các cái chương trình, các cái giáo trình thì tôi cũng gửi lên ở trên đó. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào lớp học hôm nay. Xin thông báo lại một lần nữa là vừa rồi có một số quý vị có gửi thông tin đăng ký qua trang web seekandc.school. Nhưng mà khi tôi liên lạc lại bằng email thì không thấy trả lời. Hoặc là cho tôi cái nick Facebook thì tôi tìm rất là khó khăn. Bởi vì có nhiều quý vị cùng tên, trùng tên rất là nhiều. Cho nên là tôi không biết đó là người nào. Thành ra cách tốt nhất quý vị muốn đăng ký và có thể được mời vào trong nhóm học riêng thì quý vị cần phải kết bạn với ba cái nick sau đây. Thứ nhất là nick Facebook JDVN Ulsan. Đây là cái kênh mà tôi sẽ trực tiếp buổi học tiếng Anh hàng tuần vào tối thứ ba. Có những quý vị thì không có đăng ký thì chỉ xem thôi chứ không có thể bình luận hay là nhắn tin gì được. Cho nên tùy quý vị, nếu quý vị muốn liên lạc và có thể trao đổi qua tin nhắn thì chúng ta có thể đăng ký kết bạn với lại kênh Facebook là JDVN Ulsan. Rồi thứ hai là quý vị đăng ký với Facebook của tôi là Thuận Kiều Công để tôi có dịp để tương tác và trao đổi quý vị. Rồi có một cái Facebook khác là của Mimi Cao thì nick Facebook này vợ tôi sẽ quản lý phòng C Pro. Cho nên quý vị nào muốn vào trong cái trang fanpage C Pro đó thì phải kết bạn Facebook thì chúng tôi mới có thể kết bạn được. Có một số quý vị thì gửi hình cho chúng tôi tìm thấy hình không ra là bởi vì có khi chức năng kết bạn của Facebook quý vị đã chuyển sang cái chế độ là mình tắt rồi. Cho nên nó không có thấy, nó không có hiển thị cho nên tôi tìm không ra. Cho nên cách tốt nhất là quý vị cần phải kết bạn trước. Thì khi kết bạn rồi thì tôi xác nhận thông tin. Rồi quý vị có thể đăng ký ở trên trang seekandc.school đó, trang web đó để chúng ta có thể có những cái thông tin cần thiết để tôi liên lạc với quý vị. Cho nên nếu mà không kết bạn Facebook là kể như chúng ta sẽ thứ nhất là không giữ liên lạc được, thứ hai là quý vị không được mời vào trong cái
nhóm chat riêng để trao đổi thông tin về bài học hoặc là bài tập hàng tuần, rồi những thắc mắc được giải đáp trong đó. Rồi trang fanpage của Cipro đó thì tất cả các bài học video, rồi các cái phần mà PowerPoint tôi làm hay là những cái hình về các cái ví dụ hàng tuần thì tôi đều đưa lên đó hết. Cho nên nếu chúng ta không kết bạn thì không xem được những cái thông tin đó. Còn một thông tin quan trọng nữa là quý vị nào mà đã đăng ký kênh YouTube Thuận Kiều Công thì quý vị đừng quên trong cái mục ở trong cái trang YouTube này đó thì quý vị đến với cái tab là danh sách phát, tiếng Anh thì là playlist. Khi quý vị đến với cái danh sách phát này á thì các cái bài học đã được sắp xếp ở đây theo thứ tự. Ví dụ như hàng tuần thì có cái phần là bài tập dành cho lớp C Pro để chúng ta có thể thực tập về vấn đề giao tiếp và luyện tập nghe. Thì quý vị có thể theo dõi ở đây. Hoặc là những cái chương trình mà phát trực tiếp như thế này hàng tuần sẽ được đăng tải ở trong cái phần danh sách phát là trực tiếp Facebook tối thứ ba. Bởi vì trên cái Facebook của trang JDVN Ulsan đó thì cứ mỗi tuần có nhiều thông tin khác nó chạy lên, cho nên về lâu về dài nó rất là nhiều, quý vị tìm rất là khó, cho nên tìm ở trên kênh YouTube là nhanh nhất. Rồi thí dụ chúng ta sẽ có cái tab là liên quan đến là cấu trúc câu hoặc là luyện phát âm hoặc là từ vựng hay là các cái video bài học khác thì tôi sẽ đưa lên đây. Và nếu quý vị nào là người chưa quen, chưa đành về tiếng Anh thì tốt nhất quý vị nên xem theo thứ tự. Bởi vì tôi cũng sắp xếp các bài học theo thứ tự để chúng ta dễ theo dõi. Và cứ học bài nào thì chúng ta nắm chắc bài đó để chúng ta sẽ đi chắc từng phần mà chúng ta đã học. Rồi chúng ta có thể theo kịp các bạn khác trong lớp học của mình. Xin quý vị lưu ý nhé, chúng ta có thể theo dõi ở trong kênh YouTube Thuận Kiều Công và chúng ta qua phần danh sách phát thì đã được sắp xếp thứ tự các phần video bài học ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học về cấu trúc câu. Trong bài trước thì quý vị đã học với tôi về các từ loại ở trong một câu. Và chúng ta cần phải nắm bắt rõ từ loại thì khi chúng ta đặt câu thì nó mới chính xác. Còn nếu chúng ta không nắm rõ từ loại ở trong một câu thì chúng ta sẽ nói mà chúng ta không biết chúng ta nói có đúng hay là không. Và chúng ta ở trường hợp như vậy thì người ta gọi là chúng ta nói tiếng Anh bồi, nói bồi thôi chứ không có nói chắc. Nhưng mà khi chúng ta đã nắm rõ cấu trúc của một câu, chúng ta nắm được các cái thành phần ở trong câu nó là thuộc loại từ gì, chức năng là gì. Khi chúng ta biết như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng nói chính xác và viết chính xác. Bởi vì theo cách mà tôi hướng dẫn cho quý vị học ở tiếng Anh ở đây đó, thì có ba hướng chính. Thứ nhất là chúng ta nắm về cấu trúc câu cho chắc. Thứ hai là chúng ta nắm về nguyên tắc phát âm để chúng ta nói tiếng Anh cho chuẩn. Và thứ ba là chúng ta sẽ có cái phần từ vựng để áp dụng đi kèm với lại các cái cấu trúc câu. Như vậy thì càng học chúng ta có số từ vựng càng thêm lên và cấu trúc câu nhiều hơn thì chúng ta sẽ nói được chắc chắn và nhiều hơn nữa. Dự định trong chương trình của khóa học này đó, Cipro này, tôi sẽ dạy 100 buổi và hôm nay là buổi thứ ba. Nếu quý vị nào học được 30 buổi thì khả năng căn bản sẽ là 30 buổi đó quý vị cũng có thể nói được, hoặc là 50 buổi hay là hết 100 buổi thì xem từ đây tới đó quý vị nào có đủ sức để mà học xong 100 buổi, và tôi cũng sẽ cố gắng hoàn tất 100 buổi học với chúng ta. Và chắc chắn rằng sau 100 buổi tôi cũng tin chắc nhiều quý vị sẽ có thể nghe nói đọc viết rất là tốt. Đây là kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, tôi có thể nghe nói đọc viết tiếng Anh được tốt là cũng vì những cái nguyên tắc mà tôi đã học, đã trải qua. Bây giờ tôi chia sẻ lại cho lớp học của mình. Tuần trước khi chúng ta học về các cái từ loại trong một câu thì hôm nay chúng ta sẽ học về cấu trúc câu căn bản ở trong tiếng Anh. Chúng ta nắm được những phần căn bản này rồi thì bắt đầu chúng ta bước vào những cấu trúc câu cụ thể của mỗi tuần. Trong cấu trúc câu tiếng Anh á, thì về cách đặt câu thì chúng ta thấy thông thường tiếng Anh có ba dạng câu. Đó là câu khẳng định để xác định, để xác nhận một cái sự kiện, một sự thật, một cái sự việc nào đó.
Rồi tiếp theo là dạng câu gọi là câu phủ định, tức là chối bỏ hay là từ chối hay là không xác nhận cái gì đó, thì câu đó chúng ta gọi là câu phủ định. Và tiếp theo là chúng ta phải đặt câu hỏi. Trong tất cả các ngôn ngữ chúng ta thường có câu mà chúng ta thường sử dụng mỗi ngày, đó là câu hỏi hay còn gọi là câu nghi vấn. Cho nên trong mỗi ngôn ngữ như vậy thì sẽ có cách đặt câu khác nhau. Ví dụ như một số quý vị ở Hàn Quốc này, như tôi cũng đang ở tại đây, thì chúng ta thấy cái cấu trúc câu của tiếng Hàn khi đặt câu hỏi nó sẽ khác. Nó sẽ hơi khác khác với tiếng Việt của chúng ta và nó cũng khác với tiếng Anh. Rồi chúng ta học trong tiếng Anh thì bây giờ quý vị nào biết tiếng Việt thì quý vị thấy cấu trúc câu của tiếng Anh nó cũng hơi đảo trật tự so với tiếng Việt của chúng ta, phải không ạ? Cho nên khi chúng ta đã nắm được cái nguyên tắc đặt câu thì lúc đó quý vị có thể nghe nói đọc viết rất là tốt. Trước hết thì chúng ta nói về câu khẳng định. Câu khẳng định trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ thấy thông thường có ba cái thành phần chính. Hôm bữa chúng ta đã học một câu ở trong tiếng Anh, phải không ạ? Một câu trong tiếng Anh nó có thể là một từ, hai từ, ba từ, bốn từ, năm từ, sáu từ. Hoặc là nó có đầy đủ khoảng 8 đến 10 từ loại khác nhau trong một câu. Nhưng mà căn bản ở trong tiếng Anh á, thì chúng ta sẽ có là chủ từ và động từ. Rồi tiếp theo là túc từ. Có khi chỉ cần đầy đủ thì nó có chủ từ và động từ. Trong trường hợp đó thì động từ không cần một cái túc từ, tức là để bổ nghĩa cho động từ. Như vậy thì chúng ta cứ nắm căn bản, giống như trong tiếng Việt của chúng ta nó là có chủ ngữ thì phải có vị ngữ, phải không ạ? Thì trong tiếng Anh cũng vậy, chúng ta phải có chủ từ, rồi chúng ta có túc từ. Nhưng mà ở giữa đó thì chúng ta sẽ có động từ đi ở giữa. Vậy thì chúng ta thấy một cái cấu trúc căn bản, cấu trúc câu căn bản trong tiếng Anh thì có chủ từ, động từ và túc từ. Ví dụ chúng ta ở đây có ví dụ 1A, 1A, I know you. Thì khi chúng ta nói một câu như vậy thì chúng ta cần phải xác định I là đại từ làm chủ từ. Know là động từ có nghĩa là biết. Và you là đại từ, nhưng mà trong trường hợp này you đứng ở cuối câu chúng ta gọi là túc từ. Vậy thì chúng ta có cấu trúc câu là chủ từ, động từ và túc từ. I know you, tôi biết bạn. B, he can do it. Anh ấy có thể làm việc đó. Thì ở đây chúng ta thấy he là chủ từ, phải không ạ? Nhưng mà ở đây nó là đại từ, số ít. Tiếp theo đó chúng ta có trợ động từ là can, tức là có thể, có khả năng. Rồi sau đó là động từ do là làm. Và it có nghĩa là nó hay việc đó. Cho nên chúng ta có thể nói là he can do it. Anh ấy có thể làm việc đó. Vậy thì chúng ta nhìn vô cái cấu trúc câu này, chúng ta cũng có thể thấy được rằng khi mà chủ từ cho dù đó là số ít, he, phải không ạ? Nhưng mà khi có một cái động từ đặc biệt hay trợ động từ đó, can, thì lúc đó thì cái động từ phía sau, động từ thường phía sau nó ở dạng nguyên thể, nó không có chia. Cho nên nếu chúng ta đặt một câu mà trong đó có những trợ động từ đặc biệt, thì chúng ta thấy rất là khỏe bởi vì chúng ta không cần chia số ít số nhiều. Trong tiếng Anh thì chúng ta phải chia số ít số nhiều theo cái chủ từ. Đối với tiếng Việt của chúng ta, anh ấy ăn hay là cô ấy ăn hay là tôi ăn, các bạn ăn thì chữ ăn nó không cần phải chia cái gì cả, phải không ạ? Nhưng mà trong tiếng Anh thì không như vậy, chủ từ số ít thì động từ số ít, chủ từ số nhiều thì động từ ở dạng số nhiều. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp ví dụ số 2. Ví dụ chúng ta nói she speaks English very well. Thì ở đây chúng ta thấy she là chủ từ, lúc bây giờ đó là đại từ, số ít, phải không ạ? Ở ngôi số ít, she. Rồi đến speaks, thông thường là speak không có s, nhưng mà vì chủ từ she là ở ngôi thứ ba số ít, cho nên cái động từ ở đây chúng ta phải thêm s. She speaks English. Cô ấy nói tiếng Anh. Very là rất, là chỉ về cấp độ, một trạng từ chỉ cấp độ. Well, well là giỏi. Thì ở đây chúng ta thấy lúc trước chúng ta đã học trong cái bài trước đó là gì? Trạng từ thì bổ nghĩa cho động từ. Cô ấy nói tiếng Anh giỏi. Vậy ở đây giỏi hay là rất giỏi đây?
nó bổ nghĩa cho cái động từ là nói. Vậy thì chúng ta thấy một câu tiếng Anh căn bản thì phải có chủ từ, rồi đến động từ. Có khi thì có túc từ, có khi thì không cần túc từ, tùy loại động từ mà đòi hỏi có túc từ hay là không. Rồi bây giờ chúng ta đi đến câu phủ định. Câu phủ định thì chúng ta chia ra làm hai loại. Đối với động từ thường thì khi phủ định chúng ta phải mượn trợ động từ mà chúng ta gọi là trợ động từ do cho các ngôi số nhiều và đối với ngôi thứ nhất số ít là ai. Rồi đối với các ngôi số ít là he, she, it thì lúc đó chúng ta phải mượn trợ động từ là does, does. Thí dụ hồi nãy câu ở trên, câu A, ví dụ A, chúng ta có câu khẳng định là gì? I know you. Nhưng mà bây giờ nói tôi không biết bạn, thì để phủ định, để xác nhận một cái việc mà mình phủ nhận cái việc ngược lại đó. Hồi nãy là biết, bây giờ chúng ta nói là không biết. Thì để phủ nhận cái điều đó thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ do. Sau đó chúng ta thêm not. Như vậy thì chúng ta phủ định với câu nói là I do not know you. Hồi nãy là I know you, tức là tôi biết bạn. Nhưng bây giờ phủ định thì là I do not know you. Rồi, bây giờ chúng ta qua ví dụ 1B, B. We cannot do it. Thì can ở đây chúng ta viết ở dạng giản lược thì chúng ta đọc là can't hoặc là can't. Nếu phát âm theo giọng Anh thì là can't. Còn giọng Mỹ là can't. We can't do it. Chúng tôi không thể làm việc đó. Chúng tôi không thể làm việc đó hay là làm cái đó. Vậy thì chúng ta thấy trong câu phủ định lúc nào cũng phải có not. Nhưng mà trước not sẽ là một trợ động từ do, does hoặc là một động từ đặc biệt. Chúng ta thấy ví dụ số 2. Đối với ngôi số ít thì chúng ta có là he, she, it, tức là cô ấy, chị ấy hoặc là nó. Thì lúc bây giờ để phủ định thì chúng ta phải mượn trợ động từ là does. Sau đó chúng ta phải thêm not. Thì chúng ta có thể nói là she does not speak English well. Cô ấy không thể nói tiếng Anh giỏi. Hồi nãy ví dụ ở trên ở câu khẳng định quý vị thấy là she speaks English very well. Nhưng bây giờ phủ định thì chúng ta không thể nói là she not speak. Nếu chúng ta nói như vậy đó, người nước ngoài, người nói tiếng Anh họ vẫn hiểu. Nhưng mà dạng nói như vậy là nói bồi. Nhưng mà chúng ta nói đầy đủ, chúng ta sẽ nói là she does not speak English well. Vậy tôi lưu ý với quý học viên một lần nữa là gì? Đối với một động từ thường thì để phủ định thì chúng ta phải mượn trợ động từ do cho các ngôi số nhiều cũng như là ngôi số thứ nhất, số ít là ai. Rồi đối với các ngôi số ít thứ ba là gì? Ngôi thứ ba số ít là gì? She hay là he hay là it thì chúng ta phải mượn trợ động từ does. Rồi chúng ta thêm not. Còn đối với những động từ đặc biệt thì chúng ta chỉ cần thêm nó thôi. Bây giờ chúng ta theo dõi một số cách viết tắt của những trợ động từ hay là động từ đặc biệt khi chúng ta phủ định trong một câu. A. Chúng ta có do not. Thì khi chúng ta nói giản lược thì chúng ta nói là don't. Don't. Một số người Việt chúng ta đọc quen thì chúng ta nói như thế này. I don't know you. I don't know you. Nhưng mà chúng ta phát âm như vậy là âm hoàn toàn Việt Nam. Nếu phát âm chính xác thì chúng ta sẽ nói là don't. I don't know you. Thì do not, khi chúng ta nói giản lược, chúng ta sẽ nói là don't. Rồi does not, thì khi chúng ta nói ngắn gọn giản lược lại, thì chúng ta nói là doesn't. Doesn't. Thí dụ câu số 2 hồi nãy chúng ta nói là she does not speak English very well. Chúng ta có thể nói ngắn gọn lại. She doesn't speak English well. Thay vì chúng ta nói does not, thì chúng ta nói ngắn gọn lại là doesn't. Doesn't. Rồi chúng ta qua C. Chúng ta có are not. A là động từ to be.
đã được chia ra cho các ngôi số nhiều. Ví dụ như là we are, chúng tôi là, they are, họ là, you are, bạn là. Thì khi phủ định chúng ta thêm not, chúng ta giản lược chúng ta sẽ phát âm là aren't, aren't. Một số vùng thì có một số người Mỹ phát âm là aren't, aren't. Nhưng thông thường thì quý vị thường nghe là aren't, aren't. Thí dụ nói tôi không phải là một giáo viên. I am not a teacher, but you aren't a teacher. You are not a teacher. Thì chúng ta nói giản lược là you aren't a teacher. Rồi chúng ta có is not. Is not khi giản lược thì chúng ta nói là isn't. Isn't. Rồi chúng ta đi qua đến phần các cái động từ đặc biệt. Thí dụ như chúng ta có động từ can. Can hay là một số nơi thì họ phát âm ra âm e, can. Một số nơi thì là âm âm ơ nhẹ, can't, can. Nhưng mà thông thường quý vị sẽ nghe là can, cannot. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nói giản lược là can't, can't. Nhưng một số người Mỹ hoặc là đa số người Mỹ thì khi mà phát âm từ này thì họ sẽ nhấn mạnh là âm e, can't, can't, can't. Giống Anh thì là can't, can't. Rồi chúng ta có could not. Could là quá khứ của động từ đặc biệt can. Tôi nói lại, could là quá khứ của động từ can. Thì khi chúng ta thêm not phủ định, chúng ta sẽ phát âm là couldn't, couldn't, couldn't. Rồi chúng ta có will, có nghĩa là sẽ. Thì khi phủ định, chúng ta nói giản lược, chúng ta nói là won't, will not. Thì chúng ta sẽ nói là won't, won't. Rồi tiếp theo, chúng ta có would là quá khứ của động từ will. Will là hiện tại, là tương lai. Nhưng mà chúng ta nói về quá khứ thì chúng ta nói là would. Thì khi phủ định thêm not, chúng ta sẽ phát âm giản lược là wouldn't, wouldn't, wouldn't. Rồi tiếp theo chúng ta có shall. Phủ định chúng ta thêm not, shall not. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có thể phát âm là shan't. Đối với giọng Mỹ thì là shan't. Giọng Anh thì là shan't. Rồi chúng ta có should là quá khứ của động từ shall. Thì chúng ta sẽ nói là should not. Và khi chúng ta giản lược, chúng ta phát âm là shouldn't. 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 Rồi chúng ta có must là phải. Must. Not thì giản lược chúng ta sẽ phát là mustn't, mustn't, mustn't. Rồi chúng ta có might not, mightn't, might not. Như vậy thì nếu trong một câu phủ định thì chúng ta có những trợ động từ này hoặc là động từ đặc biệt này mà thêm not á, thì cái động từ thường phía sau chúng ta không cần quan tâm đến nó là số ít hay số nhiều nữa. Nó chỉ ở dạng nguyên thể thôi. Khi nào ở trong câu khẳng định á, mà chúng ta dùng với một động từ thường thì lúc đó chúng ta phải cân nhắc là phải chia số ít số nhiều. Nhưng mà đối với câu phủ định thì chúng ta không cần phải chia cái động từ thường phía sau nữa. Ví dụ như câu số 2, ví dụ nãy chúng ta thấy đó. She does not speak English well. Nếu không có cái phủ định does not ở đây thì cái động từ speak chúng ta phải chia. Nhưng bây giờ đã phủ định rồi thì chúng ta không còn chia cái động từ speak nữa. Rồi đến dạng câu thứ ba là dạng câu hỏi hay là câu nghi vấn. Thì đối với tiếng Anh thì để đặt một câu hỏi thì chúng ta phải mượn trợ động từ. Đối với những động từ thường khi chúng ta muốn đặt một câu hỏi, thí dụ động từ know là biết, hoặc là lần trước chúng ta có học động từ learn là học. Đối với những động từ thường thì muốn đặt một câu hỏi thì chúng ta phải mượn trợ động từ do cho các ngôi số nhiều và does cho các ngôi số ít. Ví dụ chúng ta hỏi bạn có biết ông ấy không? Thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là do you know him? Nếu chúng ta không có do thì lúc bây giờ nó là dạng câu khẳng định. You know him tức là bạn biết ông ấy. Lúc đó là câu khẳng định. Nhưng mà để đặt câu hỏi
Thì chúng ta phải mượn trợ động từ do. Thì chúng ta đưa ra đầu câu. Chúng ta sẽ nói là do you know him? Do you know him? À, chúng ta có một cái lưu ý về phát âm ở đây. Đó là đối với trợ động từ do does khi chúng ta đặt câu hỏi. Và do does khi đứng đầu câu như vậy, chúng ta đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ lên giọng ở cuối câu. Do you know him? Do you know him? Do you know him? Thì chúng ta sẽ nó sẽ luyến lên ở cuối câu. Nhưng mà đó là đối với những ngôi số nhiều. Bây giờ chúng ta có ngôi số ít, he, she, it chẳng hạn. Thì lúc bây giờ chúng ta phải mượn trợ động từ là does. Does. Does he do it? Ở đây tôi đánh thiếu một cái dấu hỏi. Chúng ta có thể thêm dấu hỏi. Does he do it? Nhưng mà trong văn nói khi người bản xứ họ nói nhanh á, thì họ sẽ nối chữ does với âm giờ đó vào chữ he. Thì chúng ta sẽ nghe như thế này. Does he? Does he do it? Does he do it? À, thông thường chúng ta sẽ không nghe là does he do it, mà chúng ta sẽ nghe là does he? Does he do it? Does he do it? Vậy thì chúng ta thấy những ngôi số ít như là he, she, it thì chúng ta phải mượn trợ động từ does. Chúng ta đưa ra trước chủ từ, phải không ạ? Does he, does she, does it. Nhưng mà qua ví dụ số 2 hoặc là ví dụ số 3 thì quý vị thấy lúc bây giờ chúng ta mượn những động từ đặc biệt. Thì chúng ta chỉ cần đưa cái động từ đặc biệt ra đầu câu, tức là trước chủ từ. Ở đây chúng ta thấy can you speak English? Chúng ta sẽ lên giọng ở cuối câu. Can you speak English? Thì nếu mà người bản xứ họ nói nhanh thì quý vị sẽ nghe họ nối từ cái chữ speak qua chữ in. Thì chúng ta sẽ nghe là can you speak English? Can you speak English? Quý vị thấy rất là dễ khi chúng ta đặt câu hỏi ở trong tiếng Anh thì chúng ta cần đưa trợ động từ hoặc là động từ đặc biệt ra trước chủ từ, phải không ạ? Hoặc là chúng ta đặt một câu hỏi khác, ví dụ be. Can he go? Can he go? Tức là anh ấy có thể đi không? Can he go? Chúng ta qua ví dụ số 3A. 3A. Should we do it? Should we do it? Should còn ở một cái nghĩa khác là hỏi về một cái lời đề nghị, mang tính đề nghị và có nghĩa là nên. Should we do it? Chúng ta nên thực hiện việc đó hay làm việc đó không? Should we do it? Should we do it? Rồi. Và chúng ta qua ví dụ 3B thì chúng ta thấy đối với một động từ mà chúng ta gọi là động từ to be. Thì to be là động từ chúng ta chưa có chia. Nó ở dạng nguyên mẫu có to. Nhưng mà khi chia ra các ngôi á, thì I thì là I am, tôi là. Còn bạn là thì là you are. Chúng tôi là we are. Họ là they are. Nhưng mà đối với các ngôi số ít thì là he is, she is, it is. Cho nên khi chúng ta muốn đặt câu hỏi với động từ to be, thì chúng ta phải đưa động từ to be đã chia rồi ra trước chủ từ. Mà ở đây chúng ta có chủ từ là gì? Là she, tức là đại từ, ngôi thứ ba số ít, cô ấy. Thì lúc đó chúng ta sẽ dùng là is she? Is she a teacher? Chúng ta sẽ lên giọng ở cuối câu. Is she a teacher? Is she a teacher? Thì câu đó có nghĩa là cô ấy là giáo viên, phải không? Vậy thì chúng ta đến đây đã hoàn tất được ba cái cách đặt câu, cách nói cũng như cách viết căn bản ở ba dạng câu là câu khẳng định, câu phủ định và câu nghi vấn. Bây giờ chúng ta đi tiếp một số cái phần ví dụ. Đối với câu khẳng định thì có một vài nguyên tắc sau đây, quý học viên chúng ta cần ghi nhớ. Đối với tiếng Anh thì một câu khi mà chủ từ số ít thì động từ ở dạng số ít. Chúng ta nhớ như vậy. Chủ từ số ít, ví dụ như chủ từ là he, she, it hay là tên của một ai đó hay là đứng đầu câu là một danh từ số ít thì động từ phía sau đó thì phải là số ít. Chủ từ số nhiều thì động từ đi sau đó phải ở dạng số nhiều. Nguyên tắc này dễ nhớ phải không ạ? Chủ từ số ít thì động từ ở dạng số ít, mà chủ từ số nhiều thì động từ dạng số nhiều.
Và động từ thường, đối với tiếng Anh á, có động từ thường và động từ đặc biệt. Thì đối với động từ thường thì ở dạng suffix thì chúng ta buộc phải thêm s hoặc là es. Giống như hồi nãy chúng ta có động từ speak thì cô ấy nói, thì chúng ta cái chữ speak đó chúng ta phải thêm s, thì chúng ta sẽ phát âm là speaks, she speaks English. Như vậy thì động từ thường trong tiếng Anh buộc phải thêm s hoặc là es. Rồi chúng ta thấy đối với động từ đặc biệt, hồi nãy chúng ta học một số động từ đặc biệt đó, can, may, must, shall, will, be, vân vân, thì những cái động từ đó chúng ta gọi là động từ đặc biệt, thì nó dùng cho các ngôi. Ví dụ can thì chúng ta không có chia số ít số nhiều, should hay là will chúng ta không có chia số ít số nhiều. Vậy thì động từ thường thì chúng ta phải chia ở dạng số ít số nhiều, lúc đó chúng ta phải thêm s hoặc là es. Khi nào chúng ta sẽ thêm es chúng ta sẽ học trong phần tiếp theo. Bây giờ chúng ta đi qua các ví dụ. Ví dụ chúng ta nói 1A, he, she is a student. Anh ấy hay là cô ấy là một sinh viên. He, she is a student. Bởi vì he hoặc là she là ngôi thứ ba số ít. Thì lúc bây giờ động từ to be á, chúng ta phải chia ra là is. He is, she is a student. Nhưng mà đối với ngôi số nhiều they hay là we hay là you thì chúng ta không nói là you is hay là they is, mà lúc đó chúng ta phải chia là gì? They are doctors. Họ là những bác sĩ. They are doctors. Họ là những bác sĩ. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy động từ to be sẽ được chia ra là are. Rồi qua ví dụ số 2, chúng ta thấy I thì động từ to be sẽ chia ra là I am. Cho nên chúng ta phải học nòng nòng là gì? I thì là I am. He và she và it thì là it is, she is hay là he is. Còn we, you, they thì chúng ta phải nói là are. We are, they are, you are. Còn I thì là I am. Còn he, she, it thì là is. He is, she is. Cho nên chúng ta phải nằm lòng luôn như vậy. I am a student. I am a teacher. Cho nên cũng là động từ to be. Thì khi chúng ta chia, chúng ta phải chia theo các ngôi. He, she, it là is. They are, you are, we are. I thì là I am. Rồi. Nhưng mà khi giảng lược thì thế nào? Khi giảng lược thì sau này chúng ta sẽ học nhiều hơn. Bây giờ chỉ nói sơ. Khi giảng lược he is thì chúng ta nói gọn lại là he's, she's. Nó làm giờ. He's, she's. Cho nên nếu người bản xứ họ sẽ nói là he's a student, she's a student. Họ không nói là she is a student. Họ nói là he's, she's. He's a student, she's a student. Cho nên chúng ta sẽ không nghe nói he is hoặc là she is. Chúng ta nghe như thế này. She's a student. He's a student. Còn they are thì họ sẽ giản lược là they're doctors. They're tức là they are. Rồi I am thì là am. Am a student. Am a student. Am a teacher. Sẽ không nói là I am mà nó am. Giống như chữ M của mình. Am. Am a student. Am a teacher. Am. Nó nói qua luôn cái chúng ta thấy là có cái chữ ờ đó. Chúng ta có mạo từ ờ. Am. I'm a student, I'm a teacher. Rồi chúng ta qua ví dụ số 3. Bây giờ chúng ta có động từ thường là speak. Thì chúng ta chia ở ngôi số ít thì chúng ta phải thêm gì? Chúng ta phải thêm S như nguyên tắc hồi nãy chúng ta vừa nói ở trên. Chủ từ số ít thì động từ phía sau phải số ít. Mà khi số ít thì chúng ta phải thêm S. He speaks. She speaks English very well. Cho nên nghe một người nói tiếng Anh thì chúng ta sẽ biết người đó thứ nhất là giỏi văn phạm hay là không. Thứ hai là nói chính xác hay là không. Bởi vì nếu một người nói là she speak English thì chúng ta thấy thiếu cái chữ S phía sau là chúng ta biết nói vậy là nói sai văn phạm. Nếu nói chính xác thì chúng ta sẽ nói là he speaks, she speaks. Còn nếu người bản xứ thì họ nối từ cái âm sờ đó qua âm English. Họ sẽ nói như thế này. He speaks English. He speaks English.
very well. Hoặc là she speaks English. Thì English với cầm S phía trước nữa, đọc qua luôn là Singlish. He speaks English. She speaks English very well. Thì chúng ta sẽ nghe họ nói như thế. Và khi nói như vậy thì chúng ta biết nó speaks mà có S thì có nghĩa là nó chính xác bằng phạm. Còn nó speak mà không có S, lúc bây giờ là nó sai. Ví dụ nói he speaks English, vậy là sai. Nói chính xác sẽ là he speaks English nếu nói chậm. Còn nói nhanh là he speaks English. He speaks English very well. Rồi chúng ta qua ví dụ số 4. I, we, you, they. Tất cả các ngôi này. I là tôi, we là chúng tôi, you là bạn, they là họ. Thì động từ speak lúc bây giờ chúng ta không có chia. Chúng ta nhớ là những ngôi số nhiều và trong đó có ngôi thứ nhất số ít là I, là tôi đó. Thì cái động từ thường speak chúng ta không có chia. À, nó ở dạng nguyên thể như vậy. I, we, you, they speak English. Thì lúc bây giờ nếu nói nhanh thì họ sẽ nói luyến qua luôn là gì? I, we, you, they speak English. Speak English. English. Chúng ta nói bằng âm k với âm in. I, we, you, they speak English. Speak English very well. Số 5. Bây giờ chúng ta thấy động từ watch là xem. Watch TV là xem TV. Thì trong trường hợp này nó lại thêm ES chứ không có thêm S. Tại sao như vậy? Một lát nữa chúng ta sẽ học trong phần tiếp theo. He, she watches. Chúng ta không nói là watch hoặc là không nói watch mà chúng ta nói là watches. He, she watches TV. Anh ấy hay là cô ấy xem TV. We watch TV. Thì we là số nhiều cho nên động từ watch chúng ta không có chia. Nhưng mà tại sao ở đây là thêm ES còn ở bên trên động từ speak thì lại thêm S. Một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Bây giờ qua ví dụ số 6. Trong tiếng Anh chúng ta sẽ không sợ nói sai khi chúng ta nói mà có động từ đặc biệt hoặc là trợ động từ. Chúng ta có động từ can, rồi quá khứ là could, may, rồi quá khứ là might, must, rồi shall, quá khứ là should, will, would. Khi mà chúng ta có động từ đặc biệt như thế này rồi đó, thì cái động từ phía sau không cần phải chia gì hết. Ngôi số ít hay là ngôi số nhiều gì cũng sử dụng như nhau. I can hay là you can hay là we can hay là he can, she can giống nhau hết. Cho nên lúc bây giờ là xong, không sợ nói sai văn phạm. He cũng là can mà she cũng là can, I cũng can. You can, they can. Cho nên chúng ta có thể nói he can speak English very well, she can speak English very well, he may speak English very well. May có nghĩa là có thể. Có thể, có lẽ, có thể. He may speak English very well. She may. He must. Anh ấy phải. Phải nói được tiếng Anh. He must speak English very well. She must. Hoặc là he shall. Thông thường thì chúng ta nhớ là shall thì thường dùng cho ngôi là I và we. I và we. I shall. Hoặc là we shall. Thông thường đối với he và she thì người ta nói với will chứ không nói với shall. He will. She will. Hoặc là he should, she should. Nhưng mà shall thì dùng cho I và we. Chúng ta nhớ, lưu ý chỗ đó. Vậy thì trong câu mà chúng ta có động từ đặc biệt thì quý học viên thấy rất là tiện. Chúng ta không có sợ chia số ít số nhiều, không sợ sai. Bây giờ đối với câu khẳng định, khi chúng ta dùng một động từ thường thì nguyên tắc là đối với chủ từ số ít thì động từ phải số ít. Mà động từ số ít thì phải thêm S hoặc là ES. Thông thường là phải thêm S. Nhưng mà có một số trường hợp phải thêm ES. Tại sao như vậy? Cái nguyên tắc là động từ tận cùng bằng các âm. Xin nhớ là các âm chứ không phải mặt chữ. Chúng ta nhìn mặt chữ có thể đoán ra được. Nhưng mà chính xác là phải là âm. Động từ mà tận cùng bằng các âm sau đây sẽ thêm ES khi dùng với chủ từ hay là ngôi số ít. Đó là âm s, âm sờ đó. S, rồi đến âm z, rồi đến âm sh, rồi đến âm ch, và đến âm ch. Thì chúng ta thấy ba cái âm mà có cái chấm vuông đỏ đó, thì đó là những âm mà chúng ta sẽ nghe hơi, chứ chúng ta không có nghe tiếng. S, sh, ch. À, còn cái âm kia là có tiếng z, z.
và cái âm cuối cùng là chờ, chờ, thì những âm đó chúng ta nghe có tiếng. Vậy thì một động từ á, làm sao chúng ta biết nó tận cùng bằng những âm này? Thì cách tốt nhất là chúng ta phải tra từ điển, bởi vì từ điển của người bản xứ thì họ sẽ cho chúng ta biết cái âm đó sẽ phát âm như thế nào. Ví dụ chúng ta có động từ kiss là hôn, phải không ạ? Thì rất là dễ dàng chúng ta có thể nhận thấy về cái mặt chữ nó tận cùng bằng âm âm sờ, phải không ạ? Nhưng mà trong phiên âm thì chúng ta sẽ thấy nó phiên âm là âm s. Rồi, tiếp theo chúng ta có động từ là sneeze, nó tận cùng bằng chữ Z và hay là chữ Z đó và chữ Y. Thì khi chúng ta mở từ điển ra thì chúng ta thấy nó phiên âm là ký hiệu là âm z, z. Thì khi đó chúng ta phát âm là sneeze. Rồi tiếp theo chúng ta thấy cái động từ tiếp theo wash có S và H, thì khi chúng ta phiên âm ở trong từ điển đó, chúng ta sẽ thấy là âm sh, wash. Rồi tiếp theo chúng ta thấy catch, ở đây tôi đã chia sẵn luôn, catch không có chữ es, nó nguyên dạng của nó là không có es, tôi viết sai chính tả ở đây. Thì khi chúng ta phiên âm á, chúng ta nhìn vào ở trong từ điển chúng ta sẽ thấy là catch. À, rồi tiếp theo chúng ta có một động từ nữa là church, nó sẽ có tận cùng bằng âm ch. Như vậy thì tất cả những động từ mà tận cùng bằng âm là z, sh, ch và ch, thì khi chúng ta chia ở số ít chúng ta phải thêm es, và lúc bấy giờ es chúng ta sẽ phát âm là is, is. Ví dụ chúng ta có kiss, chúng ta nói anh ấy hôn cô ấy, thì chúng ta sẽ nói là he kisses her. Kiss chúng ta thêm es, chúng ta sẽ phát âm là kisses. Rồi ví dụ anh ấy nhảy mũi, hắt xì đó, hắt xì hơi, sneeze thì là sneezes. Còn wash là giặt giũ, washes. Còn catch là tóm lấy, nắm lấy, thì lúc bây giờ là catches. Cho nên ở dạng nguyên thể là catch, chúng ta thêm es thì là catches. Rồi chúng ta đến churches. Vậy thì khi chúng ta nhìn một động từ mà nó có những cái từ như là những cái chữ như là s rồi z rồi sh rồi rồi ch, rồi chúng ta có âm g, chữ g với chữ e đó, thì lúc đó chúng ta phải lưu ý, chúng ta phải tra từ điển xem nó có rơi vào những cái trường hợp này không. Nếu nó phiên âm là z, sh, ch, ch, thì lúc đó chúng ta phải thêm es. Tôi nói lại: kisses, sneezes, washes, catches và churches. Rồi bây giờ chúng ta đi đến dạng câu nghi vấn. Rồi khi đặt câu hỏi thì chúng ta cần phải có câu trả lời, hỏi thì cũng phải có câu đáp lại là câu trả lời. Thí dụ chúng ta hỏi: Do we know English? Chúng tôi có biết tiếng Anh không? Thì câu trả lời là yes we do. Hoặc do I know English? Thì lúc đó chúng ta sẽ trả lời là yes, I do. Chúng ta không cần nói là yes, I do know English. Thật ra thì cái câu đó cũng nói được, nhưng mà trong trường hợp là chúng ta đang nhấn mạnh I do know English, lúc đó chúng ta muốn nói là tôi biết tiếng Anh mà. Còn bình thường là yes, I do. Do we know English? Yes, we do. Rồi còn nếu không biết thì chúng ta nói như thế nào? No, I don't. No, we don't. Vậy thì chúng ta có câu hỏi và câu đối đáp trả lời như vậy, rất là gọn phải không ạ? Do you know? Yes, I do. Do you know? No, I don't. Cho nên khi hỏi do thì chúng ta có hai cách, một là có thì chúng ta yes, I do, mà no thì là no, I don't. Hồi nãy chúng ta có học cái phần phủ định ở phía trên đó. Rồi, câu số 2, ví dụ số 2. Does he know English? Anh ấy có biết tiếng Anh không? Yes, he does. Does he know English? Does he? Hồi nãy chúng ta có does he đó, khi nói nhanh thì là does he. Does he know English? Yes, he does. Does he know English? No, he doesn't. Hoặc là does she know English? Yes,
she does. No, she doesn't. À. Cho nên chúng ta phải tập nói với cái phản xạ như vậy cho quen. Chúng ta lưu ý, có nhiều người nghe không ra hoặc là nghe bị nhầm ở chỗ là does he, thì họ nối qua luôn là does he. Does he know English? Lúc bây giờ là does he chứ không phải là does she. À, does she là cô ấy, nhưng mà does he là anh ấy. Does he know English? Yes, he does. Does he know English? No, he doesn't. Rồi, bây giờ ví dụ số 3, thì chúng ta thấy đặt câu hỏi với trợ động từ cũng rất là dễ. Chúng ta đưa ra trước chủ từ. Can you speak English? Can he speak English? Chúng ta lên giọng ở cuối câu. Could you speak English? Could he speak English? Chúng ta nói là speak English. May you speak English? Hoặc là must you speak English? Will you speak English? Thì đó là hỏi với động từ đặc biệt. Thì chúng ta có hai cách trả lời. Yes hoặc là no. Yes, I will. Yes, I may. Yes, I must. Yes, I shall. Yes, I would. Nếu họ hỏi với động từ đặc biệt nào thì chúng ta trả lời bằng động từ đó. Còn nếu chúng ta phủ định là no, I can't. No, I couldn't. No, he can't. No, he couldn't. À, không biết quý học viên có bị rối mà rất là dễ không ạ? Trợ động từ khi đặt câu hỏi chúng ta đưa ra trước chủ từ. Còn khi phủ định thì là chúng ta thêm not. À. Cho nên nếu ai hỏi chúng ta can you thì lập tức cái phản xạ của chúng ta là một là yes I can, no là I cannot hoặc là I can't. Hoặc là will you thì chúng ta sẽ nghe xong câu hỏi đó will you thì lập tức mình trả lời là yes I will hoặc là no I won't hay là I will not. Rồi đó là những gì chúng ta sẽ phải ghi nhớ trong bài học hôm nay. Bây giờ chúng ta đi qua phần luyện phát âm. Tuần trước chúng ta đã học được 4 âm, phải không ạ? Rồi tuần trước nữa thì chúng ta học 4 âm, tổng cộng là 8 âm, nguyên âm đơn. Hôm nay thì chúng ta sẽ học 4 nguyên âm đơn tiếp theo. Là chúng ta thấy ở trong nguyên âm đơn có âm e, là chúng ta bẹt môi ra, e, âm a, âm a và âm a. À. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập 4 âm này. Bốn âm này thì thật ra thì không có âm nào có trong tiếng Việt mình hết. Nó giống, nghe giống giống tiếng Việt thôi, chứ không có âm nào là giống tiếng Việt mình hết. À, không, nó khác hoàn toàn nếu chúng ta để ý kỹ. Ví dụ âm đầu tiên là âm bẹt lưỡi. E, a. Âm a thì nó nửa âm á của tiếng Việt mình và nửa âm ớ. Nó nửa á, nửa ớ mà nó là a. Của mình là á, của mình là ớ, của nó là a. À, á, ớ. E, a, o, o. Âm cuối cùng là âm o, thì âm o của nó là a, chứ không phải là o của mình. O của mình là o tròn môi. O, còn a. Bây giờ chúng ta luyện tập. E, bad. Khi nói âm này thì chúng ta phải bẹp môi ra. Đối với giọng phát âm người Anh đó thì là bad, he bad, he's very bad. Giọng Mỹ là he's bad, he's bad. Rồi đến cat. Còn giọng Anh là cat, 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 là con mèo. Rồi đến nag, snatch, snatch. Thì các âm e này chúng ta buộc phải bẹt môi ra. Chúng ta phát âm lại bad, cat, nag, snatch. Rồi bây giờ tiếp theo là âm a, a. Ví dụ butter, butter. Giọng Mỹ là butter, butter. A, ba, ba, butter. Rồi đến cut. Nó không phải là cắt, cũng không phải là cut. Tiếng Việt của mình là âm á, âm ớ, nhưng mà nó là cut. Nó không phải là cắt, cũng không phải là cut, mà là cut. À, nếu tiếng Việt của chúng ta âm á thì là giọng Bắc, giọng miền Bắc là cắt, cắt, không phải cắt đứt, không phải cắt. Còn nếu mà âm ơ là cut, 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 phải không ạ? Nhưng mà ở đây nó là up, cut. Nó không phải cut mà cũng không phải cut. Mà nó là cut, 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 up, up, cut. Rồi đến other, other, other. Rồi đến shuttle, shuttle. Giọng Mỹ thì là shuttle,
shuttle giống Anh à, shuttle shuttle giống Mỹ thì là shuttle shuttle. Rồi bây giờ đến âm A hai chấm này là âm A kéo dài o. Thì thông thường người Mỹ á, thì cái vòm họng của họ sẽ mở rộng ra và họ tạo cái âm vang hơn là R. Thí dụ nói bar, car. Giống Anh thì là I have a car, I have a car. Giống Mỹ là I have a car, I have a car. Giống Anh thì là I have a car, I have a car. Giống Mỹ là I have a car, I have a car. Một số người Mỹ mà lớn tuổi rồi miền những cái vùng sâu vùng xa nữa, nhiều khi nói nặng hơn nữa. I have a car, I have a car, I have a car. Đó, thì họ nói giọng nặng giọng như vậy. Rồi tiếp theo, father, father. Bình thường giọng Anh là father, father. Giọng Mỹ thì là for, father, father. Rồi tiếp, sparkle, sparkle. Đó là bar, car, father, sparkle. Rồi đến âm a. Nếu mà âm tiếng Việt của chúng ta đọc cái chữ đầu tiên là bot, bot. Nhưng mà giọng Anh thì giọng Mỹ thì sẽ đọc như thế này, bot, bot. Nó làm giống như âm á của mình á, nó nửa nửa âm á của mình, nửa âm á và nửa âm o. Bot, cotton, locking, shot. Cho nên nói tôi đá một quả banh, tôi đã đá một quả banh thì lúc đó là I shot. Hoặc là tôi chụp hình đó, shot. Thì lúc đó chúng ta đọc là shot. Nhưng mà người Việt chúng ta sẽ phát âm âm o là shot, shot, I shot. Nhưng mà chính xác thì là I shot, I shot. Chúng ta phát âm lại. Bot, cotton, locking, shot. Rồi bây giờ chúng ta nói nhanh một lần, ôn lại một lần trước khi chúng ta kết thúc. Bad, cat, nag, snatch, up, butter, butter, cut, other, shuttle, 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 shuttle. Giọng Anh, giọng Mỹ. Tôi thường nói như vậy để quý vị nghe giọng Anh thì hiểu giọng Anh, nghe giọng Mỹ thì hiểu giọng Mỹ. Bar, âm R, bar, car, father, sparkle. Rồi đến âm A, nó nửa á, nửa A trong tiếng Anh. But, hot, oh, it's very hot, nóng quá, it's hot. Chứ không phải là hot, mà là hot. But, cotton, logging, shot. Vâng, cảm ơn tất cả quý học viên đã theo dõi bài học hôm nay. Xin nhớ mỗi tuần chúng ta cứ học như thế này, nhưng mà dần dần nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và sắp tới là tôi sẽ đưa vào phần từ vựng nữa. Bữa giờ là mới học về cấu trúc câu căn bản thôi. Rồi những cái phần phát âm, nhưng sau này quý vị sẽ thấy từ vựng thêm lên, cấu trúc thêm lên là lúc đó nhiều hơn. Cho nên học tuần nào thì sào tuần đó, nhớ cố gắng ôn đi ôn lại cho chắc chắn để rồi chúng ta có thể theo kịp. Như vậy thì chúng ta đã hoàn tất được 3 bài. Chúng ta còn 90 buổi nữa. Tôi xin thách thức tất cả học viên theo đuổi 97 buổi còn lại để chúng ta sau 2 năm sẽ nói tiếng Anh như gió mà cũng chính xác, nói tiếng Anh chuẩn. Cảm ơn tất cả quý học viên. Và sau giờ này thì chúng ta sẽ chuyển vào phòng Zoom 543 345 7799. Quý học viên nào đã đăng ký rồi thì xin chuẩn bị vào phòng Zoom. Mật mã của phòng Zoom là 543 345 7799. Quý vị nào muốn theo dõi, đăng ký chương trình học này thì xin lên trang web sixandc.school. Rồi kết nối với Facebook GDVN Ulsan hoặc là đăng ký kênh YouTube Thuận Kiều Công để chúng ta sẽ nhận các video bài học hàng tuần, và hoặc là chúng ta sẽ theo dõi những video trước đây đã được sắp xếp theo thứ tự. Xin cảm ơn tất cả quý học viên và hẹn gặp lại quý vị trong lần học tiếp theo trong tuần tới. Xin thân ái mến chào.
Welcome you to Smart English for Everyone. C Pro. C Pro is one of the English programs offered by SEEK and C School. C Pro is designed for adults. Meanwhile, SEEK Free and SEEK Pro are courses designed for children. Are you worried about fees or tuition? Never mind, we offer free English courses for you. Are you ready to challenge yourself with an interesting and exciting journey? Don't hesitate. Please join us now. For more information, please check the website. SEEK&C.School. Thank you. Xin hướng dẫn các bước để đăng ký khóa học. Bước 1. Xin mời kết bạn Facebook với Nick Thuận Kiều Công, Mimi Cao hoặc Nick JDVN Unsan. Bước thứ 2. Xin vào mục liên hệ tại trang web seekandc.school và điền vào thông tin theo yêu cầu. Bước thứ 3. Chờ thông báo xác nhận để mời vào nhóm C Pro và trang fanpage C Pro. Bước thứ 4. Tải Zoom về điện thoại hoặc máy tính để vào tham dự hội thảo hàng tuần. Bước thứ 5. Đăng ký kênh YouTube Thuận Kiều Công để theo dõi bài học hàng tuần. Chúc các bạn đăng ký thành công!